Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món cá ngâm sả tắc trắng giòn thơm ngon mà nhanh được ăn nhé. Đầu tiên này thì mình có chuẩn bị một cái bát nước lọc và mình cho muối vào luôn nhé. Sau đó thì mình thái mỏng ra này. Đấy. Các bạn thái mỏng ra thì ngâm nó thấm, ăn thơm ngon, rất là nhanh được ăn nhé. Đấy, mình có vắt một trái quất vào này. Cái món này ăn rất là hao này. Mình ăn với cơm hoặc là mình ăn không cũng được nhé. Nó giòn đấy, rất là dễ ăn luôn. Nhất là có bát nước canh vào tràn với cơm, chỉ cần ăn với cà thôi là hết bát cơm luôn đấy. Đấy, các bạn nhìn mình thái mỏng này. Các bạn chọn cà pháo ấy, thì các bạn chọn những cái loại cà giống như mình đây này, mình đang thái nhá. Nó màu trắng như này ấy, thì đến lúc mình ăn nó rất là giòn và ngon nhá. Mà các bạn cái này thì để cho nó bớt bị nhựa, nó ra nhựa đi ấy, và không bị chát khi muối ấy, thì các bạn ngâm muối và quất giống mình nhá. Nếu các bạn không có quất thì cho chanh hoặc giấm gì vào cũng được nhá. Nhưng mà hôm nay thì mình muối cùng với lại sả tắc ấy, thì tốt nhất là các bạn nên có quất nhá. Quất hay còn gọi là trái tắc đấy. Đấy, do các vùng miền khác nhau nhưng nó vẫn là một loại nhá. Nếu các bạn yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Bình thường thì các bạn hay ăn chân gà ngâm sả tắc đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay mình giới thiệu các bạn thử làm xem nhé. Ăn món này rất là ngon đấy, rất là dễ làm này. Rồi các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi nhé. Thì bây giờ mình sả thì mình cắt khúc như thế này, mình cho vào này. Đấy, trái quất thì trái nào to thì mình thái lát ra, còn trái nào nhỏ thì mình thái làm đôi nhé. Ớt đây, ớt các bạn ăn được cay nhiều thì các bạn cho nhiều ớt vào giúp mình nhé. Và mình cho nước lọc vào này, nước lọc đun sôi để nguội này. Đấy, cái này chỉ cần vài phút là mình muối rất là nhanh luôn. Ngâm cà giúp mình khoảng nửa tiếng nhá, để cho nó hết cái chát đi ấy. Rồi các bạn cho đường vào này. Đấy, các bạn pha tỷ lệ làm sao mà để cho nó độ ngọt mặn nhạt theo đúng sở thích của mình giúp nhá. Nêm nếm cho vừa với khẩu vị của mình ấy. Đây, mình cho mắm vào này. Như này mình chỉ cần ngâm 15-20 phút là ăn được luôn nhé các bạn ạ. Sau đó thì các bạn cứ để ngoài ngâm khoảng 2-3 tiếng giúp mình, để cho nó thấm ấy, rồi mình hẵng cất vào trong ngăn mát tủ lạnh ăn dần nhá. Đây, cà mình đã ngâm, mình rửa sạch sẽ rồi này, để cho nó hết cái chát đi rồi đấy. Đấy, các bạn nhìn hấp dẫn không? Các bạn yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Mình hy vọng là các bạn yêu thích này, ăn cực ngon và cực cuốn luôn đấy, rất là dễ ăn. Các bạn ăn chân gà sả tắc thì biết là cái vị nó ngon như nào rồi, cái ăn cà nó cũng như vậy luôn đấy, nó rất là thơm, dậy mùi và ăn lại giòn tan nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào.